Anh thề với em á, anh với sếp anh á chỉ là mối quan hệ công việc thôi. Càng ngày anh càng dẻo miệng đó nha. Riết em còn không nhận ra chồng em nữa đó. Chứ bây giờ em muốn anh phải làm sao? Hay là anh móc tìm anh ra để cho em tin nha? Lần này thôi đó nha. Còn cái lần sau anh mà làm cho hai đứa con buồn á là em không có bỏ qua đâu đó. Phải vui lên vậy mới đẹp chứ. Trời đất ơi, mà không nhận á, vợ ai mà đẹp dữ vậy ta? Thôi ăn phở đi kìa, nợ tét lét hết rồi đó. Thôi kệ nó, anh thích ăn phở nở vậy đó, được không? Bởi vì em chào anh. Anh cần mua gì để em tư vấn? Khách quen ha. Dạ anh ơi. À, tôi có việc bận phải đi. Lần sau tôi lại ghé. Xin lỗi. Dạ. Về rồi nha. Trời ơi, tối là tô. Uống trà mà như uống bia vậy. Trà này càng uống càng tỉnh. Không xỉn, để mà muốn quên gì là quên được đâu. Thì điều em cần bây giờ là tỉnh táo mà. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo. Thôi, có đánh thế đánh nữa cũng không tỉnh được lại đâu. Có chuyện gì, nói cho anh nghe. Già làng này sẽ cho em một lời khuyên. Nhưng bây giờ em phải làm sao đây? Tim của em á, nó đang đập bùm, bùm, bùm. Bây giờ em chỉ có nước để đi gặp bác sĩ thôi đúng không? Bác sĩ thì chả giải quyết được gì cả. Bây giờ ấy, mày phải đi tìm cái đứa nào làm cho mày mắc bệnh tim ấy. Nước non cách mấy buồng thêu, những là trộm dấu, thầm yêu chốc mỏng. Ủa? Sao anh biết em đang trộm nhớ thầm yêu? Mặt em lỗ lắm hả? Thế mày nghĩ có chuyện gì mà làm cho tim mày đập thình thịch được? Nhưng bây giờ em phải làm sao đây? Em không muốn lọt thỏm vào tình yêu nữa đâu. Em bơi mệt lắm rồi, mệt lắm rồi. Alo, Thanh hả? Chị Kỳ nè. Chị nhớ đợt trước em có nói với chị về dịch vụ thám tử đó. Em nhớ không? Ừ, bây giờ em giúp chị, em liên lạc với bên đó nha. Không được, em nhất định phải thoát ra khỏi lưới tình. Nhà bao việc, yêu đương chỉ là chuyện phù phiếm, chỉ làm cho mình mất thời gian và tâm trí thôi, đúng không? Già làng, pha cho em một ấm trà nào đó, uống vô một cái em quên hết sự đời. Em không thấy vẻ đẹp gì của thế gian này. Trai đẹp mà lướt thước qua mặt em cũng lên luôn. Thôi, mày đừng ngay. Mắc cười mà anh chết mất. Anh tặng mày thêm một câu nữa. Cho hay là thói hữu tình, đố ai gỡ mối tơ mảnh cho xong. Giờ này mà còn thơ với thẩn nữa, mệt anh quá, chọc em hoài. Không được. Không gỡ được, em nhất định cũng phải gỡ cho bằng được. Lê Tồ này nhất định phải thoát ra khỏi lưới tình. Tự nhiên hôm nay cao hứng cho nên tôi vô bếp nấu bánh canh. Mời anh Bình ăn thử coi tay nghề của tôi như thế nào. Thì ra hôm nay chị gọi tôi đi làm sớm á, là muốn thử món bánh canh của chị nấu hả? Anh Bình ăn đi cho nóng.